ngày 27 tháng 10 năm 1954, ông cùng chú tại Quốc Việt Thắng xã Bảo Cơ, thành phố Hương Yên, tỉnh Hương Yên. Lúc sinh thời còn sống, ông là một người chồng, người cha, người ông, mẫu mực. Đối với dân làng xóm bản, ông sống có nghĩa, có tình. Trong công tác xã hội, ông luôn luôn hết lòng vì mọi người, nên ông đã được mọi người yêu thương và kính trọng. Trải qua một thời gian ông mất bệnh, mặc dù ông đã được vợ, con, cháu, anh em, dân đời, dân ngoại hết lòng chăm sóc. Đồng thời, ông đã được các y bác sĩ tại bệnh viện địa phương cũng như bệnh viện các tuyến của trung ương tận tình chăm sóc thuốc thang. Sau do thời gian rất yếu, bệnh hiểm nghèo đối với ông quá nặng, ông không thể qua khỏi được. Ông Lê Quý Hồng, ông đã chút hơi thở cuối cùng rời bỏ trần gian, trở về nơi kinh cảnh vào hồi 10:40 sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tức ngày 9 tháng 5 năm Quý Mão. Ông hiểm hồ hành vô luận. Nếu phát hiện ông Lê Quý Hồng được gia đình và dòng tộc họ Lưu cử hành trong thề vào hồi 14:50 cùng chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tức ngày 9 tháng 5 năm Quý Mão. Lễ dân hương kính viếng linh hồn ông Lê Quý Hồng được gia đình và dòng tộc họ Lê cử hành trong thề vào hồi 15:30 cùng chiều ngày hôm nay. Nếu chưa điều di quan và đức thực hành, ông Lê Quý Hồng được gia đình và dòng tộc họ Lê cùng ban tổ chức tang lễ địa phương Quốc Việt Thắng long trọng cử hành vào hồi 14:50 chiều ngày mai, ngày 27 tháng 6 năm 2023, tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão, an táng ông tại nghĩa trang nhân dân Quốc Việt Thắng xã Bảo Cơ. Vậy gia đình xin kính báo để các cụ, các ông, các bà họ hàng bên nội bên ngoài gần xa cùng góp bậc gia đình là thân gia, niêm gia, các cơ quan đoàn thể cùng các ban ngành hiệp hội và bà con trong và ngoài xã được biết đến gia đình tang quyến ăn chầu cúi nước chia buồn cùng gia đình. Thay mặt gia đình, bà quả phụ Lê Thị Tân, trưởng nam Lê Quốc Huy cùng các con cháu xin trân trọng cùng các cái chúng dĩ sầu đồng âm tuyên viên đại thừa cái hoa chi tổ thì cố cùng kinh kinh mẹ.
từ kinh hùng, từ phong hào hào cường quân diệu uy, pha phủ phi phi thủy phi hùng, giao vọng tây bản thân nghệ thình giang âm đông độ giáng vô cùng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại thái đàn giới sư nữ ngài nam mô đại gia hồn thiền phố cơ hai thiên tọa thường chỗ phật đà ra nam mô tiên không diễn đi giáo pháp tiên mà tạo ra thường chỗ đạt ma ra nam mô dù nam giới này tứ châu thần thông diệu dụng thường chỗ tam gia ra hậu sư tàu khê nam hoa tự lại dám chân công phổ giác viên minh tuyển sư được thân bồ tát tại công hòa thượng thân thành tiền sư anh công trí mong tại thân tiền sư nước ngũ đế quân tam châu cảm ứng hộ pháp đế là tôn thiên bồ tát thị là cũng vị giới thần nhất hợp pháp vị hộ giáo là năm tấn chúng bồ tát duy quyền tất xả oai quang thỉnh giáng trai đàn tiếp dẫn hương linh siêu sinh tỉnh độ mãi linh vô sắc giới trung tứ không tứ thiên thuộc lễ sắc giới tứ thuyền đế thập ba thiên thiên đế thuộc giới thiên trung lục thiên thiên đế hiểu thiên trí tôn kinh nhất ngọc hoàng thượng đế thái thượng tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế nam cực bắc đầu trường sinh tử vi đại đế nhị thập bát tôn thập nhất nghiệp diệu tinh quân thập nhị cung phật tôn thần kim thần trai chủ hợp gia sở thuộc bản mạnh nguyên thần chân quân tinh đầu hà hán vạn tượng cao chân chủ hiện vật ác hộ thế tứ vương quát bộ kim cương thập nhị dược xoa đại tướng quát bộ hộ pháp long thiên càn thát bà a tu na khẩn na na ma hầu na già nhân thi nhân đẳng nhất thiết thanh trung duy nguyện tất xả oai quan thỉnh giáng trai đàn tiếp dẫn vong linh siêu sinh tinh độ tái vận chân hương trí tâm bái thỉnh nhà phủ trí tôn đông nhà thiên thể đại sinh nhân thánh quân trung nhà trung nhân xuống thánh đế quân nhà phủ gia khánh nhất thiết quyến thuộc tôn thần duy nguyện tất xả ngoài quan thỉnh giáng trai đàn tiếp dẫn hương linh siêu sinh tỉnh độ vương đệ tứ điện ngũ quan minh vương đệ ngũ điện diêm la minh vương đệ lục điện biến thành minh vương đệ thất điện thái sơn minh vương đệ bát điện bình chính minh vương đệ cửu điện đô thị minh vương đệ thập điện chuyển luân minh vương phổ cập vượt điện thượng thư tàu lưu điểm tổng ti quan địa phủ chư mục đẳng thần duy nguyện tất cả hải đi ngã quản nguyên đại thành vương cửu giang hà tứ hải bát đại long vương hải vân lưu đức vân tái long vương bạch lan đà long vương sai già la long vương hòa tô các long vương đức xoa ca long vương lưu quan na long vương nhất thiết tác hải long vương tịnh nghi độ tái vận chân hương trí tâm tái tài sai ở chỉ tích thượng chấn liên vương văn nhi hợp trưởng hàng người tâm viên đỉnh tương nghi quải phương vào một tốt kiến nghi độ tái vận chân hương trí tâm tái vẫn nay là có các ma đang
chìm đi không về thương bốn mai nhiều để đắng cay. Cuộc đời như gió thôi mây bay cuốn theo cuộc thế chả hay vô thường. Mới ngày hôm nay vong hồn còn sống ở trên đời, vong linh hồn còn nghỉ ngồi hương ngóng hoa vợ cùng con mừng rỡ trước sau. Như là hồn còn sống ở trong nhà, bàng hoàng phách nạn hồn hoa tỉnh ra không thấy biết là khỏi. Thank you.
thần trùng thần mộc quy nam phương giải về nam phương, thần trùng thần mộc quy bắc phương giải về bắc phương, thần trùng thần mộc quy trung phương giải về trung phương. Thượng ngai giải đàn tam tôn thánh trúc, phúc lưu cho nhà trai chủ, hộ phúc phục lộc phục trùng diệt trường sinh. Các cung thần giải tốc xuất, các cung thần giải tốc xuất. Đệ nhất sái thiên thiên thanh, đệ nhị sái địa địa linh, đệ tam sái nhân nhân trường sinh, đệ tứ sái quỷ quỷ tiền hình, đệ ngũ sái hung thần tà ma như tẩu tán, đệ lục sái như chúng ta ở quan tài của thanh định. Nam mô thanh lương địa hồ tát ma tát, nam mô thanh lương địa hồ tát ma tát. Nhất chẳng thay tốc xuất, nhị chẳng thay tốc xuất, tam chẳng thay tốc xuất. Yeah.
ông trên tàu đặt cúng bài ông trên bàn uống ba tang cao bảo bảo cùng trên tàu này. Lần lượt nhận lấy từng tấm vé màu trắng màu vàng, người đeo tặng là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột thà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con hiếu phải tròn, những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay tủ bên mang đi mặt cũ. Phần rể chúng ta chạy đi chạy đạp bên ngoài
nước nôi và cảm ơn các quý khách đến thăm viếng phần đại và tất cả vào lòng người tình yêu. Thank you.
trần đoàn, trân trọng bài đoàn và đất hương kính viếng. Kính thưa thưa ngồi ông Lê Quý Hồng, thưa toàn thể gia quyến, thật là đau buồn gia tộc chi họ Thế Văn nhận Tây Đông về vấn kiên tổ gia tộc có sửa cái lễ có bầm phát tắm có nén thơm thơm đến để bãi yết linh hồn của bà ông và cầu chúc linh hồn ông về nơi sức khỏe được mát mẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến. Trước giờ để đi, các cụ, các ông, các bà trong đồng tộc không biết nói gì hơn, xin gửi lời chia buồn đến toàn thể gia quyến và xin phép gia quyến để cho trong họ dành một phút mà đẹp. Phút mà đẹp bắt đầu. Các cụ, các bà đại diện cho gia tộc họ Lê Văn. Ngày hôm nay nhận được tin tưởng của cáo buồn của ông Lê Quý Hồng sau bà bán bóng, ta đúng là tình gia tộc vô ngăn dòng này biết tông thân đau xót tiếng đưa. Giờ phút tông thân đứng trước án tiền ngày hôm nay đây, quên giao được lúc sinh thời cụ Hồng còn sống, cô là người bố cục trong lòng góp sức với dòng tộc nhà ta. Hôm nay đây cùng về hầu tiên tổ cả dòng tộc trong tộc thương nhớ. Trước cảnh biệt đi người mất người còn, máu chảy ruột về tình thân cốt nhục, lá sột về cội, nước chảy về nguồn, hữu sinh hữu tử vô cứ vô nai, luật của tạo hóa nào ai có tránh được, thôi thì người trước người sau, nào ai có tránh được đâu một lần, kể từ nay tới ngày rốt tổ thanh minh, còn đâu thấy dáng bóng mình phù hợp như những ngày năm xưa. Thế là từ nay cổ đã quy phật trầu trời, tiếp thương vô hạn muôn đời cho cháu con. Trong giờ phút sinh đi từ hiện ngày hôm nay đây và đến biến của gia tộc họ Lê Văn về đây dân đất tâm hương nguyện cầu chân linh cụ ông Lê Quý Hồng sớm được phát sinh tây phương cực lạc quốc và sẻ trên cái dòng thân mất mát công lớn công gì bù đắp được của gia đình gia quyến. Với tấm lòng tình cảm này, ban đại diện xin đỡ lời cho gia đình quả quả phù Lê Thị Tâm và Trưởng La Lê Quốc Huy cùng các con cháu xin được ghi vào trung tâm để tri ân mãi mãi. Một lần nữa chuyện đời của gia đình nhà Hiếu xin được đón nhận lễ mời đoàn vào đi quanh linh cứu một lần cuốn dân đến tân hương nguyện tổ cho hương linh cùng ông đến với đồng số để phát sinh tây phương cho bác trẻ đại bản an trồng. Yeah.
thì về, không phải làm bất cứ một việc gì. Thế giới cực lạc xứ như thế đó, ông có muốn sanh về nơi Tây Phương không? Ông muốn sanh về nơi Tây Phương thì ông hãy nhất tâm niệm Phật, hãy buông bỏ mọi muôn duyên, không tham tiếc gì tài sản, không lưu luyến tình cảm thế gian. Ông hãy nhất tâm niệm Phật, nguyện cầu Đức Phật A Di Đà cùng Tây Phương Thánh chúng tiếp dẫn ông được vãng sinh về nơi Tây Phương cực lạc. Còn ngoài ra, ông thấy bất cứ cảnh giới, cảnh tượng nào hiện ra thì ông tuyệt đối không thèm để ý đến. Chỉ khi nào ông thấy Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương hiện ra trước mặt, tay bưng đài vàng phóng ngọc hào quang, thì ông phải theo các ngài ngay. Còn ngoài ra các cảnh tượng khác tuyệt đối ông không thèm để ý đến. Như vậy là ông sẽ được vãng sinh về nơi Tây Phương cực lạc A Di Đà Phật. Nhất thiết cùng kính, nhất tâm kính lễ thẩm phương pháp giới thượng trụ tam bảo. Nhất thiết cùng kính, nhất tâm kính lễ thẩm phương pháp giới thượng trụ tam bảo. Nhất thiết cùng kính, nhất tâm kính lễ thẩm phương pháp giới thượng trụ tam bảo. Đấng pháp vương vô thượng mà ba cõi chẳng ai bằng, đạo sư khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý tròn bốn điểm dính xoành nghiêm ta kỳ time.
rồi chỉ tâm cảnh lễ A Di Đà Phật tiên pháp giới thượng trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ A Di Đà Phật tiên pháp giới thượng trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ A Di Đà Phật tiên pháp giới thượng trụ tam bảo. Tôi xin tất cả đại chúng được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thương tàng vui nơi cõi tình, nghe thiên trần
hạ tình thượng phổ hạ hương phổ cập thượng tọa ly trường ly sư đại đức tăng ly trên khắp hành tinh này cùng tất cả các phật tử chúng con trong các đạo tràng niệm phật chúng con và các phật tử tu tập trên các đạo tràng nguyện cầu ba đầu chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng đồng được âm siêu dương thành chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các bệnh nhân đang nằm trên bệnh viện khổ đau tại các gia đình con cháu chúng con nguyện cầu tật bệnh tiêu trừ các quan gia trai chủ tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng và buông xa nỗi lầm do chúng con đã tạo lên và chúng con sát bồ đề tâm cầu nguyện vãng sinh Tây Phương chúng con thành kính cầu xin Đức Phật A Di Đà ngài Quan Âm Thế Chí cùng chư thanh hiền tăng khi chúng con chúc mò báo thân này chúng con nguyện cầu được vãng sinh Tây Phương cực lạc các vấn đề tổ chức các buổi tập về các hương cổ vật quả quý kịp về viếng thăm dù cho đường xa xa xăm đoàn bằng cũng nói kịp để viếng thăm và chia buồn tại tổ chức thông tin của cụ ông đây cuối cùng và đến những giải phút bằng điểm rất là đẹp trên đường bắt đầu một thời gian bạn chẳng xin đỡ lời cho gia đình hiếu chủ sẽ là bóng nhận lễ bài đoàn trả lời bạn an chầu rất báu đức chúc thầy sang vào hồi 14 giờ ấy cổ học ơi gia đất tâm hương bày tỏ lòng thành kính vô cùng thương tiếc cổ đi xa để tưởng nhớ thương minh của cụ chúng cháu xin giải phút bằng điểm phút bằng điểm xin được bắt đầu trở lại với gia đình đặc biệt chế độ thực tế bài làm trở lại bản ăn chầu thuốc nhà ta cơ đông đời đa tạo và cho đành cầm trở lại với gia đình đại yếu chế độ đón nhận đấy bài làm trở lại bản ăn chầu thuốc ta cơ đông đời đa tạo và cho đành cảm ơn cho trọng kính mời chúc cụ chốn ấy mộ phần được bình an phần kính thương minh của ông đê quý hồng thưa toàn thể gia đình tang quyến phật bàng hoàng xúc động đột ngột nhận được tin báo buồn của đê quý hồng các năm mươi xa và mát nóng ngoài quê hạt tổ tiên trong giờ phút sinh viên từ đợt này đoàn đã biết và chưa được quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên sợ cho các bạn tấm tâm có đến sáng vòng hoa tươi về đây đứng trước ánh tiền dâng hiến tâm hương bày tỏ lòng thành kính nhằm ngồi đoàn xin chia sẻ nỗi thương đau trên trần thế thì vô cùng thương tiếc dưới dưới vàng chúc cụ an sắc ngàn thu để tưởng nhớ thương minh của cụ đoàn nhân viên xin giải phút đặc biệt phút đặc biệt xin được bắt đầu trong một lớp bài chúng sẽ nói lời cho gia đình hiếu chủ rất là đón tuần lễ bài đoàn trả lời bạn thì được một máu nào quân nội quân ngoại quân nào cũng như nhau mà giờ này thì cụ đã đi đâu và để các em bên ngoài hồng an ở nạn nề sầu tuôn rơi ông giữ cách trở đôi nơi cụ đi để nạn ở đời nhớ thương trong giờ phút sinh đi từ đợt này để tưởng nhớ thương linh của ông Lê Quý Hồng đoàn đã đến giải phút bằng điểm phút bằng điểm xin được bắt đầu trong lời của ta quyến mà người dân sẽ là đón nhận lễ mời đoàn trả lời bạn ăn chầu nước ta mọi người cùng phòng tư ta đúng là bây giờ hạ quán đông về nơi cõi phật trước lại trần gian cho cháu con gồm trả lời của ta định nhà hiếu sẽ đón nhận lễ mời ông trả lời bạn ăn chầu nước ta chưa có đưa tới ra tạm giờ đây gia đình tình yêu thông gia hai bên tình yêu thông gia và chúng con chân chóng chân vui hai nhà và lời yêu đây của đất hồi quy xa để cho con cháu hai nhà tiếp hương thông gia ra đấng quân hương chúc cụ an nghỉ phúc hướng và cảm thương để tổng nhớ hơn vâng trở lại của gia đình nhà yếu sẽ đóng chặt lễ
mời đoàn trả lời bản án chầu nước nhà tăng tôn lên đời ta tạm với các thành cảm ơn trân trọng kính mời. Chúng tôi thì trong sự tập trung chúc mừng một chén ấy đồ phần được bình an. Mời các bạn đại chúng xin hứa lời cho toàn gia thiếu chủ cho toàn phóng trần tế mời bạn trả lời bản án chầu nước nhà tăng tôn lên đời ta tạm với các thành. Thank you. Kính thưa,
xưa hôm nay bây giờ được tin hôm hiểm nghèo không qua khỏi gia đình chúng tôi là gia đình bà Phan thông gia với ông bà Hồng Tâm. Tôi rất đau buồn anh em con cháu gia đình bà Phan đến thắp hương chia buồn cùng gia đình và kính mong vương hồn về nơi an nghỉ được suối vàng. Chúng tôi xin để một tiếng phút nhạc bắt đầu. Đời của rất là yếu và tôi sẽ là đón thần lễ mà đoàn trà đà bàn ăn chầu rất thăng quyến với đôi đời đa tạm và chân thành cảm ơn trân trọng kính mời. Đạo phước theo tôi thủy âm hợp tôi đã có con đưa mà đạo tâm như các thương thức này nước mắt khôn vui âm dương cách trở tôi cứ gia đình cùng thương tổ các em đời đi giờ đến tập hương người chồng không biết mong sống của bác sinh tinh tương và rẻ chia đang có mắt ta đồn cùng gia đình ta quyến trong dòng lớp sinh di từ bên này để được nhớ thương buồn của ông Lê Thúy Tòng cùng thêm cùng một các em giải quyết bằng việc hướng bằng việc xin được bắt đầu. Thôi, xin chân thành cho gia đình
Tây Phương và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc cùng tang quyến trong giờ phút sinh đi từ biệt này để tưởng nhớ tướng thương binh đoàn mặc xin giải phút bằng điểm xin được bắt đầu. Đoàn đến sẽ nhận cầu trong linh của ông sớm được vãng sinh tây phương cực lạc quốc và sẽ được sẻ chia cho đau thương nước mắt to lớn không gì vừa đắp được của gia đình ta quyến trong giờ phút sinh đi tỉ tuyệt là tưởng nhớ tới hương linh của ông Lê Quý Hồng. Đoàn đến viếng xin dành phút mặc niệm xin được bắt đầu. Trong trận này của gia đình nhà cứu sẽ là đón nhận lễ mời bạn chờ đợi bạn ăn chầu rước về nhà tang có đôi đời ta tả và rất thành công. Trong này của gia đình nhà cứu sẽ đón nhận lễ mời bạn ăn chầu và trả ăn chầu rước về nhà tang có đôi đời ta tả và chất xin thắp vật trần cho công chỗ lấy mồ phần được bình an. Vâng, trận này của gia đình nhà cứu và hồng lớn và gia đình ông bà vui ra trọng rất nhiều vào cái bài đoàn và các cơn kính miếng. Trong trận này của gia đình nhà yếu sẽ đón nhận lễ bài đoàn ăn tỏ mặt trà ăn chồng nước tại nhà tang có đôi đời ta tạo với chất thành đồng. We'll be right back.
thầy và các thầy yếu sẽ vẫn dần thế mời đoàn trả lời bạn ăn chồng rất mỏ trước thời gian vào hồi kỳ 4. Kính thưa Hương Hồn, cụ Nguyễn Lê Quý Hồng, kính thưa bác văn lễ, anh em chúng tôi là con cháu của cụ Xoay, để tin ông 250 về hầu trên tổ. Anh em chúng tôi có nén thư đến thắp hương chiếc vong linh hồn của ông để tưởng nhớ tới ông lần cuối cùng, đề nghị tất cả có một phút đồng nghiệp chung nghiệp bắt đầu. Xin được đón nhận lễ mời đoàn trả lời bàn ăn chầu nước và bút chút thời gian vào hồi 14:30 chiều ngày mai. Vâng, trả lời của gia đình giải yếu xin được đón nhận lễ mời đoàn trả lời bàn ăn chầu nước tham gia các đôi đời đa tạo và xin cảm ơn vào hồi 14:30. Thật đúng là tham cảm gió đương về nơi chín suối, đất Phật giang tay đón ông về. Ở đó ông Hồng Hưng, ông đưa hạt đón ông về nơi quái Phật, phúc đại trần gian cho cháu con. Vâng, trả lời của ta thì đều yếu sẽ bắt được. Bắt đầu. Vâng, trả lời
đình tam bốn sẽ đón thần đế mời đoàn trở lại bản át chầu rước tam bốn các đông đời ta tạo và chân thành cảm ơn chân dân dân chúng ta chia sẻ một phần trong chốn ấy một phần bình an. Phần trở lại người ta đình nhà yếu sẽ đón thần đế mời đoàn trở lại bản át chầu rước tam bốn các đông đời ta tạo và chân thành cảm ơn chân trọng kính mời. Đánh tâm hương và tỏ lòng thành kính vô cùng thương tiếc ông đi xa. Đại tưởng nhớ thương linh của ông đoàn lễ viếng dành phút mặc niệm phút mặc niệm trên đường bắt đầu. Trở lại người gia đình nhà hiếu sẽ đón thần đế mời đoàn trở lại bản át chầu rước tam bốn các đông đời toàn tà. Kính thưa thân mồn ông Lê Quý Hồng, kính thưa toàn thể gia đình tam quyến, được tin ông Lê Quý Hồng 20 về với tiên tổ, chúng cháu là bạn học của Quý Hồng, chúng cháu đến đây xin cùng lắng nghe thơ vòng hoa tươi, trước là để kính con nhà ông, sau là chia buồn sâu sắc với toàn thể gia đình tam quyến, cầu chúc cho ông về với quán ưu hạnh được yên nghỉ. Trước giờ phút ông dân cách biệt này, nhưng mà sẽ không chúng cháu xin dành một phút mặc niệm bắt đầu. Trần đời của gia đình nhà hiếu mọi người xin được đón nhận lễ mời đoàn trần đại bản ăn chầu nước vào lúc chút thời gian vào hồi 14 giờ. Người gia đình nhà hiếu xin được giới thiệu đế mời hai ông trần đại bản ăn chầu nước nhà tang có đôi đời đa tạo và chân thành cảm ơn trân trọng kính mời. Để tiếp theo trân trọng kính mời mời đoàn đến. Trong trần đời của gia đình tam quyến rất là đón nhận đế mời bạn trần đại bản ăn chầu nước. Vân đình của ông Lê Quý Hồng, thưa toàn thể đại gia đình tam quyến, thật bàng hoàng, đột ngột nhận được tin báo buồn của ông Lê Quý Hồng, là phu quân của bà quả phụ Lê Thị Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ hát trung quân xã Bảo Khê. Hôm nay của ông Lê Quý Hồng hai năm với xã bà vắng bóng, đoàn lễ viếng của câu lạc bộ hát trung quân xã Bảo Khê sở chức đoàn lễ viếng của câu lạc bộ hát trung quân xã Bảo Khê hôm nay về đây với tấm lòng tình cảm bằng trước các bạn trẻ thân kia đến sáng vòng hoa tươi. Đứng trước án tiền, dân đến tâm gương bày tỏ lòng thành kính, ngậm ngùi và giết chia sẻ nỗi thương đau. Trên trần thế thì vô cùng thương tiếc, dưới dưới vàng, chúc ông an giấc ngàn thôn. Trong giờ phút tâm thương đi biệt này, đoàn lễ viếng xin nguyện cầu cho linh của ông Lê Quý Hồng sớm được phát sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc và bày tỏ đời chia buồn sâu sắc nhất cùng toàn thể gia đình tăng quyến nói chung, riêng với gia đình quả phụ bà Lê Thị Tâm nói riêng. Trong giờ phút xin đi từ biệt này để tưởng nhớ thương linh của cụ ông Lê Quý Hồng, đoàn lễ viếng của ông là bộ hát trung quân sắp bỏ kê xin dành phút mặc niệm xin được bắt đầu. Vâng, hòa thượng cuối xin được kính chúc cụ ông Lê Quý Hồng sớm được vãng sinh Tây Phương và xin được vãng biệt. Thank you.
cùng với đương con gái của ông ngồi trước một ghế học chung một thầy, ngay trở về đời thường sinh hoạt trong hội đồng lớp. Chúng ta về đây với các lòng tình cảm lòng chúc các bạn đều ước tâm cái đến sáng vòng hoa tươi do đến tâm hương nguồn cầu hướng linh của ông sớm được vãng sinh tây phương cực lạc quốc, và xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất cùng toàn thể gia đình Tam Quyến. Trong giờ phút công dân ly biệt này, được tưởng nhớ thương linh của ông, chúng con xin dành phút đặc biệt, phút đặc biệt trước được bắt đầu. Xin được bắt đầu.
trong trận này của gia đình nhà Nghĩa sẽ đón nhận lễ mời đoàn trở lại bàn ăn chầu trước và bước trước thời gian vào hồi 14:30 chiều ngày mai trở lại ra thăm ăn chầu. Ta đến trung ương và tỏ lòng thành kính vô cùng thương tiếc ông đi xa. Trong giờ phút sẽ đi từ biệt này để tưởng nhớ thương binh của ông nên quý ông và đến hướng dành phút mọc liệp xin được bắt đầu. Thank you.
và sài gòn đâu mà được xa xa xôi thời gian và họ về đây tìm tan quyền chẳng có là bảo lạc chất lập được con trở lại chúng tôi còn một quãng đến con mình biết thân gian quy ẩn tổ tiên với thằng nào tình cảm nuôi con chung chồng đi chung giữa hai gia đình hôm nay chẳng có là hai bên tình nghĩa thôn gia chung chung con chung của con vui hai nhà ngày hôm nay ông đã vội đi xa để cho con cháu hai nhà tiếp thương giờ muốn xin nghe từ vườn này gia đình về biển với tình nghĩa thân gia về đây trên đất đất nước vườn của ông nên thân gia mát mẻ với chiến suối và vì tỏ lời chiến thuật sâu sắc nhất với toàn thể gia đình ta quyền trong giờ phút trong tư đi biển này để tưởng nhớ tôi cùng của cùng tôi biết họ và biết tin rằng phút một điều phút một điều sẽ được đáp mặt bằng trời ban ăn chậu rất bảo ước trước thầy ta ngồi vì muốn giờ ba mươi phút chậu mong một thầy nước bạn nếu xin đã tài cho thầy cứu chậu xin được chân thành cảm ơn gia đình ông bảo vệ cũ một đứa con và đại đình ông nghiệp cùng gia đình trong tôi quyết định trân trọng mời lời trời ban ăn chậu rất năm cuối mong thầy đã tặng cho thầy ngọc trân trọng kính mời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy cho ta được cứu trời rất lớn đẹp lẽ mà đoàn trả lại bàn ăn trầu uống nước và bất chấp thời gian vào 11:30 chiều ngày hôm nay trả lại ta đang ăn trầu uống nước và giờ 15 chị họ Nguyễn Văn về đây với tấm lòng tình cảm bằng chút tóc bạc để hướng thơm cây đến sáng vòng hoa tươi sẽ đến theo hướng nguyện cầu cho linh của ông Lê Quý Hồng và sẻ trên cái đau thương mất mát con ngưỡng không gì bù đắp được của gia đình Tam Quyến. Với tấm lòng tình cảm này, ban giám hiệu xin đỡ lời cho toàn gia hiếu chủ sẽ được ghi vào trong tâm để chia ra đi mãi mãi. Một lần nữa đỡ lời cho gia đình nhà hiếu sẽ là đón nhận lễ bởi các cụ có các bà các bác trở lại bàn ăn trầu uống nước. Tam Quyến có đôi lời đa tạ và rất là cảm ơn. Vào hồi 14:30 chiều ngày hôm nay, chính quyền cơ sở ban tổ chức tăng lễ địa phương cùng gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu di quan và đưa thi hài của ông Lê Quốc Hồng về đây nghỉ cuối cùng. Rất kính mong được sự hiện diện của đoàn có thể mời của gia đình Tam Quyến và trở lại các đám ăn trầu nước và dự buổi lễ long trọng truy điệu di quan và đưa thi hài của ông Lê Quốc Hồng về đây nghỉ cuối cùng. Xin được trân trọng kính mời. Cùng với ông
nhận được ông 250 về với tiên tổ. Tấm lòng của bạn bè rất là đau thương, chua xót, ngậm ngùi khi vắng ông. Chúng tôi không biết nói gì hơn và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng với gia đình. Và trước lúc ông Dương cách biệt chia đi, tình bạn từ nay sẽ vắng ông. Cả một tấm lòng đau buồn gửi đấy. Chúng tôi dành một phút mặc niệm bắt đầu. Trong trận này của gia đình nhà Hiếu sẽ là đón trận đế. Mời các ông trận này bạn ăn chầu nước vào trước thầy Thanh vào hồi 14:30 chiều ngày hôm nay. Trận này ta đang ăn chầu nước và rồi đến năm chồng chuyên điều liên quan và đưa thế này. Ông Nguyễn Bích Ngọc về đêm nghỉ cuối cùng trên chầu đống đoàn. Các anh các chị cứ kịp trở về phía trong, mặc dù cho được xa xa
các anh các chị cũng kịp về viếng thăm và chia buồn, sắp đến tân hương và tỏ lòng thành kính vô cùng thương tiếc không đi xa. Trong giờ phút sinh đi từ biệt này, đồng tuần nhớ thương linh cũng cảm thấy biết đồng trần này người ta định nhờ những sự đồng trần tế mời đoàn trần bản hát chầu nước tại nhà tăng tôi đời đã tạo và rất hạnh cảm ơn trân trọng kính mời. Giờ phút chia ly âm dương cách trường nghĩa vợ chồng thì em không gọi ông đây. Thank you.
bọn gian lao vất vả tháng ngày, mà vợ chồng mình vẫn vượt qua. Giờ đây ông ơi, thì chỉ mong phục dưỡng cha mẹ già, thiếu lễ bộ không đi đâu. Ông ơi, mấy ngày hôm nay thiếu mệt mỏi trong người, ông ơi. Mong cho bảy nhóm thuyền giả ông ơi, ông ơi để ông bên vợ bên con, để dạy bảo cho các con các cháu của mình. Ngày hôm nay sao ông lại nhắm mắt xuôi đây, ông chẳng nói lên một câu một lời. Ngày mai con miếng ngon miếng ngọt thì em thời biết chia sẻ cùng ai đây. Mấy ngày hôm nay ông luôn mệt mỏi, mẹ con em nay chăm sóc cho ông bao tháng bao ngày. Chỉ mong sao bệnh ông thuyên giảm thêm nhiều, mà sao bây giờ I'm
chúng ông đi suối vàng chừng đi ra độ trì cho vợ cho cá còn lúc này là tiếng khóc lời toàn thể các con nhi cha ơi dẫu biết rằng công lao cha vất vả
chùa mòn. Toàn thể các con trai gái rũ rề với các cháu đây, đừng gọi cha gọi ông mấy lời. Cha ơi, giờ tiễn đưa thì mỗi lúc mỗi gần,
con gọi cha suốt từ ngày hôm qua cho đến giờ mà chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, con thương cha cả đời cả vất vả gian lao, cha nuôi chúng con đây thì đã nên người. Con chỉ mong sao cho cha được mạnh khỏe cha ơi, để con chúng con suốt đời con được cậy trông. Những ai mong ở đâu đây cha lại bỏ ra đi, cha chẳng quay về với anh chị em chúng con đây. Chỉ còn có ít phút nữa thôi là tình cảm cha con thời đã chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu. Cha ơi, cha có thương mẹ chúng con và chúng con với các cháu đây thì cha quay về để cho con chăm sóc cho cha từng miếng ăn giấc ngủ. Cha ơi, sắp hết rồi con phải mất cha. Cha ơi, con gọi cha mà đau xót đi rất nở. Con đi mất cha rồi, con biết tìm